Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, ngày nay thì về mặt ứng dụng, phong thủy cho chúng ta những cái lời khuyên và cách kiến tạo ra một môi trường sống thoải mái và tích cực hơn. Và trồng cây phong thủy ấy cũng là một trong các bí quyết để nâng cao cái vận mệnh, tài lộc cũng như là vượng khí cho cả gia đình. Tuy nhiên, nhiều người không quan tâm đến cái vấn đề trang trí cây xanh hợp tuổi với mình, mà thông thường họ chỉ xem các loại cây nào đẹp thì mang vào nhà để trang trí. Cái điều đó chưa đúng và cũng chưa được đủ. Vì phân tích theo cái vấn đề về phong thủy, khi bạn bài trí một cây xanh hoàn toàn không hợp với tuổi và mệnh, thì có thể chính nó sẽ gây ra cho các bạn những cảm giác khó chịu, gặp nhiều trắc trở trong công việc và gì và sức khỏe. Đấy. Nhưng các bạn hãy yên tâm, vì trong chương trình ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ và gợi ý cho các bạn về những cái loại cây phong thủy phù hợp với từng con giáp khác nhau. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. 12 loại cây mang tài lộc về nhà theo tuổi của gia chủ. 1. Tuổi Tý hợp với loại cây nào? Cây mang lại tài lộc, tài vận cho những người tuổi Tý đó là cây kim tiền. Thì đối với những người tuổi Tý, thông thường họ không quan tâm đến cái việc quản lý về tiền bạc. Tiền đến thì rồi lại đi. Tuy những người tuổi Tý không bao giờ bị túng thiếu vì họ luôn biết cách nắm bắt lấy cái cơ hội để kiếm tiền. Nhưng người tuổi Tý có thể thay đổi cái vận mệnh của mình từ cách đơn giản nhất là trang trí một chậu cây cảnh ở trên bàn làm việc. Vậy người tuổi Tý thì nên trang trí cái loại cây nào? Người tuổi Tý thì hợp với cây kim tiền. Loại cây này sẽ giúp gia chủ gia tăng cái vượng khí, nắm bắt được cái cơ hội để kiếm nhiều tiền bạc hơn. Tuy nhiên thì loại cây kim tiền này lại có độc tố nằm ở phần thân và lá. Nếu như gia đình bạn mà có con nhỏ thì chúng tôi khuyên bạn không nên trồng hoặc là trang trí cây này ở trong nhà. Nếu bạn ở căn hộ chung cư thì có thể trưng bày cái cây kim tiền này ở trước cái lối ra vào hoặc là tại cái vách ngăn của các phòng, vừa phù hợp với tuổi lại vừa giải được những cái điều không may mắn. Và sau đây tôi sẽ hướng dẫn bạn là cách đặt cây xanh phong thủy ở đâu để phát huy cái hiệu quả tốt nhất. Nếu như bạn đang sở hữu một căn nhà nguyên căn rộng rãi thì có thể đặt một chậu cây kim tiền ở cái cửa ra vào hoặc là gì ở ngoài sân vườn, hoặc là có thể đặt một chậu cây kim tiền nhỏ trên bàn làm việc để tích tụ những cái gì tốt nhất vào trong nhà. Thứ hai là người tuổi Sửu thì hợp với loại cây phong thủy nào? Cây mang lại cái tài vận cho những người tuổi Sửu là cây phong mộc lan. Người tuổi Sửu nổi tiếng, chịu khó, chăm làm, tính tình thì lại thật thà, thẳng thắn, được nhiều người yêu thương. Nhưng đó cũng là một trong những cái điểm yếu của những người tuổi Sửu. Cho nên tiền bạc thì không được dồi dào. Người tuổi Sửu hợp với cây phong mộc hoa. Đây là một loại hoa khá đặc sắc. Vì loại cây này có tuổi thọ 3 năm và ra hoa duy nhất một lần. Trồng loại hoa này thì nhất định sẽ mang đến cho gia chủ rất nhiều cái may mắn. Ngoài loại phong mộc lan ra ấy, thì những người tuổi Sửu còn phù hợp với các loại hoa thủy tiên hoặc là hoa tulip. Hai loại hoa này thì đại diện cho sự may mắn, tính cách thẳng thắn của những người tuổi Sửu. Với các loại hoa này thì các bạn nên trưng bày ở phòng khách hoặc phòng làm việc, vừa tạo ra cảm giác thoải mái, vui tươi, lại vừa hợp với phong thủy. Như vậy, người tuổi Sửu không cần phải quá lo lắng về cái việc tìm kiếm cái cây xanh hợp phong thủy theo tuổi nữa. Các bạn chỉ cần chuẩn bị ngay cho mình một cái chậu phong mộc lan hoặc chậu hoa tulip để mang lại nhiều cái may mắn và nhiều cái tài lộc cho những người tuổi Sửu. Thứ ba, người tuổi Dần thì hợp với cây nào? Cây mang lại cái tài vận, mang lại cái may mắn cho những người tuổi Dần thì đó chính là cây ngũ gia bì. Người tuổi Dần hợp với cây ngũ gia bì. Đây là loại cây không những dùng để trang trí mà chính cái cây này ấy là cái công cụ để nuôi muỗi cực kỳ tốt. Một chậu ngũ gia bì đặt ở trước cửa hoặc là đặt ở ban công sẽ giúp mang lại nhiều cái may mắn cho những người tuổi Dần và còn có tác dụng đuổi muỗi hiệu quả, không cần phải dùng đến hóa chất. Ngoài cây ngũ gia bì ra ấy, thì những người tuổi Dần còn hợp với cây thường xuân hoặc là cây dương sỉ. Chỉ cần treo một chậu ở hành lang là mọi khó khăn đều được hóa giải, thanh lọc không khí và mang đến cái tinh thần vui tươi cho những người tuổi Dần. Trong danh sách cây xanh phong thủy theo tuổi ấy, thì loại cây dành cho người tuổi Dần cực kỳ dễ sống, dễ trồng. Nhiều người chỉ cần nhổ một gốc dương sỉ ở bụi về trồng vẫn có thể sống tốt và nó rất dễ chăm sóc. Thứ tư là những người tuổi Mão, thì cây mang lại cái tài vận cho những người tuổi Mão là cây phát lộc. Những người tuổi Mão là những người khẳng khái, thích quan hệ rộng và biết đối nhân xử thế. Vậy nên là cái tài lộc của các bạn rất là tốt, cả đời không phải lo về chuyện tiền bạc. Bài trí một chậu cây phát lộc cho cái văn phòng hay là cho ngôi nhà ấy, thì cũng sẽ mang đến cái sự may mắn cho sức khỏe và cái sự thịnh vượng của cả gia đình. Vậy nên những người tuổi Mão nên trang trí trong nhà mình một chậu cây phát lộc để nó mang lại cái tài vận và mang lại cái may mắn cũng như là sức khỏe cho cả gia đình.
Thứ năm, những người tuổi Thìn. Thì những người tuổi Thìn ấy, cái cây mang lại may mắn, mang lại tài vận cho những người tuổi Thìn ấy, là cây tai Phật. Những người tuổi Thìn thì hợp với cây tai Phật. Người tuổi này đa phần là tài vận đều rất là tốt, mọi thứ đều diễn ra hanh thông. Tuy nhiên, những người tuổi Thìn hay gặp thị phi và bị nhiều người gièm pha. Có lẽ cái cây tai Phật thì phù hợp với những người tuổi Thìn nhất. Cây tai Phật hay còn được gọi là cây môn lá tim, là loại cây có thể trồng ở dưới đất hoặc là trồng ở nước đều được. Nếu nhà bạn có khoảng đất rộng thì có thể trồng cái cây này với cái số lượng nhiều dọc ban công hoặc là dọc theo cái hàng rào. Cây tai Phật thì không chỉ thích hợp với phong thủy với những người tuổi Thìn, mà loại cây này còn đem lại cái cảm giác mát mẻ, dễ chịu. Bên cạnh đó thì những gia chủ tuổi Thìn cũng có thể trang trí một cây vạn niên thanh ở trong nhà. Nhưng mà cây vạn niên thanh thì có thể là cây độc với trẻ em, vì thế các bạn hãy cẩn thận và cân nhắc kỹ trước khi trồng chúng ở trong nhà. Thứ sáu là những người tuổi Tỵ. Thì cây mang lại cái tài vận cho những người tuổi Tỵ là cây cỏ đồng tiền. Những người tuổi Tỵ thì hợp với cây cỏ đồng tiền. Loại cây này thì hơi giống với loại cây rau má, nhưng mà lá rau má thì có gân nổi lên. Còn cây đồng tiền ấy thì có lá trơn tru. Người tuổi Tỵ nên trang trí cây cỏ đồng tiền ở trong nhà, ở chỗ cửa sổ hoặc là trên bàn làm việc để rước cái may mắn, tài lộc vào nhà. Cây cỏ đồng tiền thì có thể trồng được ở trong nước, cũng rất dễ sống. Chỉ cần cho một gốc cây vào một cái lọ nước, có thể cho thêm một ít phân tan trong nước, thì cỏ đồng tiền sẽ bén rất là nhanh. Thì ngoài cây cỏ đồng tiền ra ấy, thì cây xanh phù hợp với những người tuổi Tỵ thì còn có cây bạch mã hoàng tử. Chúng ta thường bắt gặp những loại cây này ở một số cái phòng họp hoặc là một số khu đại sảnh của các khách sạn. Nhưng nếu mà nó được trưng bày ở trong phòng khách, ở trong nhà thì vẫn không làm giảm đi cái vẻ đẹp của nó. Thưa quý vị, mỗi loại cây cảnh phong thủy thì đều mang một cái ý nghĩa riêng và phù hợp với tuổi của gia chủ, giúp nâng cao cái vượng khí và thu hút những cái tài lộc và may mắn cho gia chủ, từ đó sẽ hóa giải những cái vận xui. Trong phần tiếp theo của chương trình, quý vị hãy tiếp tục theo dõi các loại cây xanh đắc tài đắc lộc dành cho những gia chủ tuổi Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Thứ bảy là những người tuổi Ngọ thì hợp với cây trầu bà. Những người tuổi Ngọ không quá vất vả để kiếm tiền, nhưng những người tuổi này thì lại thiếu tập trung. Vậy thì những người tuổi Ngọ nên trang trí loại cây xanh phong thủy nào để hợp với mình, giúp cho mọi điều được may mắn và thuận lợi? Một cây trầu bà là gợi ý phù hợp nhất với những người tuổi Ngọ. Dây trầu bà có thể trồng được ở trong nước và trong đất. Nếu để ý thì các bạn sẽ thấy nhiều nhà vệ sinh người ta có trang trí cái cây này để mang lại cái cảm giác mát mẻ. Những người tuổi Ngọ thì nên đặt cây trầu bà ở trên tường hoặc trên bàn làm việc, ở nơi nào mà thoáng mát nhất trong nhà. Bên cạnh cây trầu bà thì cây hồng môn cũng là một trong những gợi ý cho những người tuổi Ngọ. Cây hồng môn thì đại diện cho sự phát triển về tài lộc, cát tường và đầy sung túc. Thứ 8 là những người tuổi Mùi thì hợp với cây lan quân tử. Người tuổi Mùi thì có nhiều cái tài năng và là người sâu sắc. Nhưng để người tuổi Mùi gặp được quý nhân phù trợ, mọi việc được hanh thông thì nên trang trí một chậu lan quân tử trong phòng khách. Một chậu lan quân tử trong phòng khách không chỉ đem lại cái sự sang trọng, quý phái mà nó còn mang đến nhiều cái vận may cho những người tuổi Mùi. Thứ 9, những người tuổi Thân thì hợp với cái tùng bồng lai. Người tuổi Thân rất giỏi kiếm tiền nhưng cũng rất là phung phí, tiêu pha được rất là nhiều. Vì vậy, người tuổi Thân nên trang trí cái tùng bồng lai trong nhà để mang lại nhiều cái may mắn, thuận lợi cho những người tuổi Thân. Với cái tùng bồng lai thì những người tuổi Thân có thể treo ở ban công hoặc là trang trí trên bàn làm việc, trong phòng khách thì đều được. Thứ 10, người tuổi Dậu hợp với cây sen đá và cây kim ngân. Những người tuổi Dậu thì lúc nào cũng gặp nhiều cái may mắn, tài lộc thì quanh năm, được nhiều người giúp đỡ. Nhưng những người tuổi Dậu lại không giữ được tiền và hay bị gì hao tài tốn của. Tốt nhất thì những người tuổi Dậu nên trang trí một chậu cây sen đá. Sen đá vừa đẹp lại gì đem lại nhiều cái may mắn cho gia chủ. Có thể đặt chậu sen đá ở ngoài ban công, ở gần cửa sổ hoặc ở những nơi làm việc thì đều được. Ngoài sen đá ra thì những người tuổi Dậu có thể sử dụng một cái cây nữa, đó là cây kim ngân. Cây kim ngân cũng giống như một lời nhắc nhở với những người tuổi Dậu là không được tiêu xài hoang phí, dẫn đến tài chính hao hụt, và nó còn mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc và mang lại sự thịnh vượng cho những người tuổi Dậu đó. 11 là những người tuổi Tuất. Thì cái cây mang lại cho những người tuổi Tuất cái tài lộc ấy thì đó chính là cây phát tài và cây kim ngân. Người tuổi Tuất không quá giàu sang và cũng không tiêu xài một cách phung phí. Loại cây này có tác dụng cầu vận may cũng như là tích lũy tiền bạc cho gia chủ. Những gia chủ tuổi Tuất thì nên bày biện cái cây phát tài trong phòng khách hoặc là cạnh cái bàn làm việc để mang lại cái tài vận
mang lại cái may mắn cho mình. Tuổi Tuất cũng phù hợp với cây kim ngân. Chỉ nghe đến tên cái cây kim ngân ấy thì cũng đã thấy tiền bạc tài lộc nó dồi dào, tấn tài tấn lộc. Vậy nên những người tuổi Tuất có thể trang trí một chậu cây kim ngân để thu hút cái tiền bạc, thu hút cái may mắn cho mình. 12 là những người tuổi Hợi. Thì những người tuổi Hợi, cái cây may mắn mang lại cho những người tuổi Hợi là cây húng chanh hoặc cây nhất bạt hương. Những người tuổi Hợi hợp với cây húng chanh hay là cây nhất bạt hương. Trồng một chậu cây húng chanh trang trí trên bàn, đặc biệt là cái mùi thơm của cây húng chanh thì rất là thơm, nó có tác dụng xả chết cực tốt. Những gia chủ tuổi Hợi thì có một cuộc sống khá đầy đủ và sung túc, ăn ngon mặc đẹp. Nhưng cũng vì cái cuộc sống xa xỉ này mà họ thường là tiêu hết tiền, ít khi được dư giả để tiết kiệm. Cái tài sản thì dần dần cũng bị ít đi. Cũng chính vì cái lý do đó mà bạn nên trồng một cây húng chanh hay là cây nhất mặt hương ở trên bàn làm việc, trên bàn máy tính, trong văn phòng hay là ở trong nhà, sẽ giúp bạn tiêu tiền có lý trí hơn. Bên cạnh đó thì các bạn cũng thường xuyên sờ vào lá để phát huy cái công hiệu, nó sẽ lan tỏa được cái mùi thơm của cái cây nhất mặt hương. Quý vị thân mến, cây xanh thì có rất nhiều cái công dụng, như là làm vật trang trí, giúp cho không gian xanh mát, không khí được trong lành, và còn cải thiện cái vận khí theo phong thủy. Tuy vậy, theo các chuyên gia phong thủy, một số loại cây không nên trồng trong nhà vì nó sẽ mang đến nhiều cái điều không may mắn cho gia chủ. Thứ nhất là cây sương rồng. Cây sương rồng được biết là một trong những loại cây mà gì hóa hung rất là tốt. Tuy nhiên thì đây là loại cây mà không nên trồng ở trong nhà, đặc biệt là trong phòng khách hay là trong phòng ngủ hoặc trên bàn làm việc. Bởi theo phong thủy ấy, thì nó có hình dạng bên ngoài rất là đặc biệt. Những chiếc gai nhọn bao bọc quanh thân cây sẽ tạo ra những sát khí rất là cao. Khi mà những chiếc gai này chĩa vào người sẽ tạo ra những xung khí, sẽ tạo ra những khí xấu, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của gia chủ. Bên cạnh đó, phòng khách là nơi mà các thành viên tụ tập thư giãn, tăng thêm cái tình cảm. Nhưng mà nếu đặt cây sương rồng ở đó, nó sẽ khiến cho cái không khí bị tiêu tan, khiến cho mọi người thường xuyên cãi vã, xích mích. Còn nếu đặt chậu cây sương rồng ở trên bàn làm việc ấy, sẽ khiến cho sự nghiệp của các bạn trở nên khó khăn và trắc trở. Thứ hai là những loại cây đã héo úa thì cũng không nên đặt ở trong nhà. Ở trong ngôi nhà thì cần có sức sống, cần có sự tươi mới, cần có sự vui vẻ. Nhưng những cây héo úa lại chỉ mang đến cái sự thiếu sức sống, sự tẻ nhạt, sự u buồn cho những người sống ở trong đó. Dù cây đó có đẹp hay là quý cỡ nào thì mọi người cũng đừng nên giữ trong nhà. Bởi đến cuối cùng ấy, thì cũng chỉ tốn công chăm sóc và mang lại cái vận khí xấu cho cả gia đình. Mà cái cây này thì chưa chắc đã sống được. Để tránh những cái điều này, bạn cần dành thời gian chăm bón cho các loại cây, tưới nước thường xuyên. Nếu thấy chúng có biểu tượng héo úa và sắp chết ấy, thì ngay lập tức mang bỏ đi. Thứ ba là những loại cây có lá dài nhọn mang âm khí. Một trong những loại cây mà không nên trồng trong nhà không thể kể đến các loại cây mà có tính âm thuộc họ quýt, họ cát đằng. Vì nếu chúng sống tốt thì chứng tỏ nhà bạn thì có âm khí rất là mạnh. Cái chuyện không may có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Những loại cây có lá dài, nhọn cũng không nên bày trong nhà vì chúng sinh ra những cái hung khí dễ làm cho những người trong nhà ấy, xảy ra những chuyện cãi cọ và vướng vào chuyện tranh chấp, thị phi, cũng như là sẽ làm mất đi những cái cơ hội trong công việc, khiến cho cuộc sống của gia đình không còn được bình yên như trước nữa. Thứ tư là cây quá to, tán lá rộng. Những cây to, tán lá rộng chỉ thích hợp trồng ở ngoài sân để lấy cái bóng mát, giúp không khí trong lành, chứ tuyệt đối đừng mang bài trí vào trong nhà. Theo phong thủy, những loại cây này phát triển tốt sẽ che hết cái ánh sáng ở trong nhà, làm tăng cái âm khí, thậm chí là ảnh hưởng đến cái vận khí của những người sống ở trong nhà, đặc biệt là con đường về tài vận. Thứ năm là cây hoa giả. Hoa giả thì có thể giữ mãi được cái vẻ đẹp theo thời gian, tiết kiệm được tiền bạc, lại phù hợp với mọi lứa tuổi và nhiều không gian khác nhau. Tuy nhiên, tuyệt đối không được đặt hoa giả trong nhà. Theo các chuyên gia phong thủy thì loài hoa này vốn không có sức sống. Chúng ảnh hưởng tiêu cực tới cái vận thế của những người sống trong nhà, mang đến những điều phiền toái không đáng có. Từ công việc làm ăn của người lớn đến chuyện học hành của trẻ nhỏ thì đều gặp những cái khó khăn, những cái trắc trở và không được thuận lợi. Vâng, thưa quý vị, việc trồng các loại cây phong thủy hợp với từng con giáp không chỉ giúp cho các bạn nâng cao cái sức khỏe mà còn mang tới cái vận may cũng như là cái hòa khí tốt đẹp trong cái đời sống của gia đình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.